Đào trúng mỏ vàng. Ngày xưa, tại vùng núi rừng hoang vu, ngày nọ có một thương nhân xấu vận chán chường lui tới. Vị thương nhân này mới hôm trước còn gia sản kết xù, hôm nay đã mất tất cả vì thất bại cùng lúc ập tới của những phi vụ làm ăn. Sao kết cục này lại đến với mình? Còn mặt mũi nào về lại làng cũ? Cứ lạc miết ở rừng này rồi phó phận cho thú dữ còn hơn. Mấy hôm sau, trời ơi, không thể tin nổi, chỉ có kim cương mới phát sáng lấp lánh thế kia. Đây đúng là một hang báo lớn rồi. Trừ phi có đứa bé nhi đồng, không thì đừng phí sức vần tảng đá. Lẽ nào lại có sự lạ như thế? Tảng đá này cũng đâu quá lớn, mình sẽ lật được. Xem ra mình không thể rồi, phải đi tìm bằng được một đứa bé nhi đồng trước khi quá muộn. Cứu tinh của đời ta đây rồi. Chào anh, thật may gặp được anh và các cháu. Anh là... Tôi là một thương nhân, gia sản chả thiếu, chỉ thiếu một mụn con. Tôi đi khắp nơi tìm con nuôi mà chưa có gặp. Anh có đông con, hay để tôi là bố nuôi một cháu nha. Tôi sẽ chẳng để cháu thiệt đâu. Thú thật với anh, các cháu đây đều là trẻ mồ côi tôi mới gặp. Tôi thương các cháu nên đùm bọc, nhưng điều kiện tôi còn khó khăn. Nếu anh có lòng thì hãy chăm sóc một đứa nha. Vậy thì tốt quá rồi, anh hãy để cháu nhỏ nhất đi theo tôi. Nào con trai, từ nay ta sẽ đối xử với con thật tốt. Chú ấy là thương nhân, con đi theo sẽ có điều kiện ăn học thành tài. Còn chú sẽ đến thăm con thường xuyên. Anh cho tôi địa chỉ nhà nha. Nhất định rồi. Mà nhân tiện, anh cho tôi xin cái bao lớn và sợi dây thừng dài, đi đường xa lỡ khi cần. Vậy là thương nhân hí hửng dẫn theo Sam, cậu bé nhi đồng anh ta nhận con nuôi, nhanh chóng trở lại vị trí hốc đá kho báu. Chú ơi, ca dạy đâm hết vào chân cháu rồi. Kêu ca cái gì? Đi nhanh lên, lỡ hết việc của ta. Nào, bây giờ người mau lật tảng đá kia ra cho ta, nhanh lên. Cháu không thể lật tảng đá lớn ấy được. Bảo người lật là ngươi phải lật, đừng để ta để ngươi lại rừng hoang cho thú dữ ăn thịt. Sao ban nãy chú nói rằng chú chăm sóc cháu? Không, cháu không đi theo chú nữa, cháu sẽ đi tìm chú tờ săn, chú ấy mới là người tốt. Thôi nào, ta đang có việc cần làm gấp nên mới sốt ruột vậy. Còn cứ thử lật đá thử đi, thử thôi mà. Nào, nghe lời ta, con mau lật thử đi. Kỳ lạ thay, cậu bé nhi đồng chỉ vừa đặt tay lên, tảng đá đã lăn ngay sang một bên để lộ lối vào hang. Đúng là lật được tảng đá rồi, mình phải vào trong mới được. Đúng rồi, con mở được tảng đá thì ắt vào được hang. Hãy vào đó lấy châu báu cho ta, rồi ta sẽ đưa con về nhà đánh chén một bữa hoành tráng luôn. Chú phải giữ lời đấy nha. Giờ con vào hang đi, có vàng bạc kim cương gì lấy hết vào bao. Còn nữa thì cởi quần áo trên người ra mà gói lại, xong việc ta sẽ kéo con ra. Quả thực trong hang đá bí mật có đến hàng ngàn viên kim cương vàng bạc không xuể. Chú kia chắc là thích số của cải này lắm. Chắc là có nó rồi, chú ấy sẽ không mắng mình nữa, và cho mình ăn một bữa ăn thật no như chú ấy hứa. Nhớ nhặt hết, đừng để sót thứ gì đấy nha. Dạ, cháu xong rồi đây, cháu đã nhặt hết vào bao rồi. Vậy cột chặt bao vào dây thừng đi, ta kéo bao lên, rồi sẽ thả dây xuống kéo con lên. Dạo rồi, lần này ta còn giàu có hơn gấp trăm lần trước kia. Chú ơi, chú mau thả dây kéo cháu, đất đá đang rơi ầm ầm xuống rồi. Nhanh lên chú ơi. Mình phải chuồn ngay thôi, vừa khéo trận rung chuyển này sẽ nhấn chìm nó. Ta khỏi phải chia chác kho báu này, còn nó kiểu gì lão thợ săn kia chả tìm đến ta, rồi sẽ lộ ra số củ cải này. Nhanh lên chú ơi, chắc chết mất chú ơi.
chúng ai đã bỏ mặt mình ở đây rồi. Có ai không? Đưa cháu với. Ôi, một chiếc chìa khóa, liệu nó có thể giúp mình thoát ra khỏi đây không? Nhưng làm gì có cái cửa nào chứ, chìa khóa thì có ích gì. Ông, lẽ nào ông từ chiếc khóa này mà ra? Không sai, ta là thần chìa khóa đây. Cậu bé à, cậu đã nhấn vào chốt chìa và ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Mau nói đi nào. Ông hãy đưa cháu ra khỏi hang đá này, trở về với chú thợ săn tốt bụng cháu đã gặp mấy hôm trước đi ạ. Sam, sao cháu lại ở đây? Người cháu sao bị thương thế này? Ông thương nhân kia đâu rồi? Chương ơi, cháu sợ quá. Ông thương nhân ấy đã bỏ cháu trong hang tối một mình. Về với ta. Tâu bệ hạ, thần có thể đáp ứng được ạ. Ngài hãy giúp tôi mang hết của cải, vàng bạc kim cương mà thương nhân năm xưa nhốt tôi trong động đá và chuyển đến hoàng cung của đức vua đi. Có ngay. Chỉ chốc lát, toàn bộ của cải nhà gã thương nhân năm xưa đã quy tụ về cung điện. Hoàng đế đã dùng số châu báu đó mua lương thực, quần áo phân phát cho toàn dân còn nghèo khó. Nhân ngày vui, mã mới lên ngôi. Còn về phần gã thương nhân năm xưa, toàn bộ cơ nghiệp của gã bốc hơi trong một đêm. Gã trở nên bần hàn, khốn khó từ đó đến cuối đời. Sự tích cây chuối. Ngày xưa, rất xưa, cứ 3 năm một lần, thần cây lại mở cuộc thi cây. Các con của thần mang những giống cây mới đem về để thần chấm giải. Đã 3 năm rồi ta mới được gặp lại các con. Các con ai cũng đã cố gắng. Loại cây khiến ta hài lòng nhất là cây con cả. Ta tuyên bố, người đoạt giải cuộc thi cây lần này chính là con cả. Anh cả giỏi giang nên lần nào cũng được nhận giải nhất. Mình chắc chẳng kỳ vọng gì cả. Chỉ cần được sống bên vợ con mình là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Mình chẳng cần gì hơn nữa. Mình ơi, anh về rồi đây. Cuộc thi lần này chàng có được giải gì không? Mà sao trông chàng vui thế? Ta không được giải gì cả. Nhưng cứ nghĩ đến nàng và con là ta liền thấy hạnh phúc. Với lại, ta đã nói với nàng là ta chẳng kỳ vọng gì ngay từ đầu rồi mà. Thời hạn 3 năm đi qua rất nhanh. Lần tới ta vẫn chưa biết phải nghĩ ra cây gì để đem đi thi đây nàng à. Hay là chàng hãy tạo nên một giống cây vừa bụ bẩm vừa xinh đẹp như con. Mấy nữa con lớn vừa có thứ để vui chơi, lại vừa có quả thơm ngon nuôi con chóng lớn. À, phải rồi, ta sẽ tạo một loại cây cho con trai của chúng ta. Cảm ơn nàng đã gợi ý cho ta nhé. Ôi, vậy chàng hãy tự tạo giống cây đi, em sẽ giúp chàng trồng cây. Vậy là ngày mai chúng ta có thể thu hoạch quả của cây rồi. Chúng ta sẽ đem hạt của cây trồng khắp rừng luôn, mình nhé.
Trời ơi, những quả chín của cây ở đâu hết rồi? Chàng ơi, em nghe nói có một con chim ác to lớn từ một nơi xa bay đến khu rừng của chúng ta. Nó chuyên lấy cắp những hạt giống của các thứ cây quý rồi bay đi. Vậy thì ta phải làm sao để cho giống cây mới của ta không bị con chim ác kia đánh cắp được? Ta đã nghĩ ra cách rồi. Ta sẽ không cho giống cây mới sinh ra cây con bằng hạt nữa, mà sinh ra từ gốc. Quả cây vẫn có hạt, nhưng hạt ấy dù có gieo xuống đất, có chăm sóc mấy, nó cũng chẳng bao giờ nảy mầm được. Chàng thật là giỏi quá. Thế là con chim ác sẽ chẳng thể đánh cắp được giống cây của chúng ta nữa rồi. Trời ơi, lần này ta sẽ đích thân bắt con chim độc ác đó cho bằng được. Nhất định ta sẽ bắt được Mi. Con chim ác đã bị ta vồ hụt, chắc hẳn sẽ rất sợ bàn tay của ta. Ta sẽ xếp quả của cây thành từng khóm, hệt hình các bàn tay xòe ra. Như thế nó sẽ sợ và không dám phá cây nữa. Quả nhiên sau khi tạo hình dáng quả của cây thành hình những bàn tay, con chim ác không còn dám bay tới phá vách nữa. Vợ chồng Tiêu Lá đem giống cây nhân lên khắp rừng. Ta rất vui mừng vì kỳ thi này tất cả các con đều có mặt ở đây và đều mang những giống cây mới về dự. Bây giờ các con hãy nói về cây hay, cây quý của giống cây mình mới tạo nên đi. Nào, con hãy nói về cây của con cho ta nghe. Dạ thưa cha, từ thân cây, lá cây đến quả của cây con đều xuất phát từ tình yêu thương con trai của con mà sáng tạo nên ạ. Cha hãy nhìn xem, thân cây tròn trĩnh như tay chân của thằng bé, mát mẻ như da thịt của con trẻ. Lá có thể dùng để che nắng, che mưa để bọn trẻ đi chơi. Còn quả chín thơm ngọt như có mùi sữa và mật quyện với nhau ạ. Ta tuyên bố cuộc thi năm nay giải nhất sẽ thuộc về giống cây rất mới lạ, vừa xinh đẹp vừa mang đầy tình yêu thương con trẻ của Tiêu Lá. Cây mà chàng Tiêu Lá nghĩ ra chính là cây chuối ngày nay. Người ta gọi là cây chuối có lẽ vì lần dự thi ấy, cây của Tiêu Lá xếp ở hàng cuối, sau này độc chệch ra. Tiếng cuối biến thành tiếng chuối, như người ta vẫn thường gọi. Nơi tình yêu bắt đầu. Ngày xưa, ở xứ sở của vua mèo, có một nàng công chúa rất yêu động vật cây cỏ. Một hôm, nàng trốn vào rừng chơi. Nàng đẹp lắm, ta sẽ bắt nàng về làm người hầu cho ta. Thả ta ra. Từ đó ngày ngày nàng phải xuống dưới chân núi vác nước về cho con quỷ tắm rửa. Nàng buồn rầu và nhớ nhà lắm, nhưng không làm cách nào trốn được, vì hễ động mạnh một cái là sợi dây buộc nơi cổ chân nàng báo cho con quỷ biết ngay. Cá buồn cá lội tung tăng, ta buồn ta biết ngõ cùng ai đây. Quanh ta trời thẳm đất dày, tấm thân tù tội biết ngày nào vui. Ta là con trai của vua Thủy Tề, nghe tin nàng bị quỷ dữ bắt giam, ta vội đến đây để cứu nàng. Thật ư, chàng đến để cứu thiếp ư? Nào, nàng hãy đi cùng ta, ta sẽ đưa nàng thoát ra khỏi nơi này. Các ngươi không thể thoát khỏi tay ta được đâu. Công chúa. Hỡi chàng trai tốt bụng, dũng cảm, ta sẽ giúp con cứu được công chúa. Ta tặng con dao và chiếc lá. Khi nào con muốn nói gì với công chúa, con hãy để chiếc lá này vào miệng và nói.
công chúa sẽ nghe thấy tiếng của con. Đa tạ tiên ông. Ta cũng đã trao cho công chúa một chiếc lá như thế, vì vậy hai con có thể nghe được tiếng nói của nhau. Em mong chàng mau chóng trở lại cứu em. Ta sẽ trở lại cứu nàng bằng được. Hãy yên tâm chờ ta nhé. Ngày mai nàng hãy cứ ra bờ suối lấy nước như mọi ngày. Ta đón nàng ở đó. Ta ở đây. Ngươi vẫn còn dám cả gan đến cướp nàng hầu của ta. Lần này ta sẽ cho ngươi chết trong tay ta. Hỡi đàn cá lớn nhỏ, hỡi cá chép, cá chày, hãy đưa ta qua sông. Ta được tiên ông phái đến để đưa hai người qua vách núi cao này. Hãy mau lên lưng ta. Chúng ta phải nhanh đi thôi. Ta sẽ giết chết các ngươi. Ta sẽ thiêu đốt chúng bay thành tro bụi. Từ đó, dân bản mèo cảm phục gương anh dũng của chàng trai nên đã làm kèn môi để thổi. Và cứ mỗi đôi thanh niên nam nữ yêu nhau, họ lại dùng kèn môi thổi nên những bản nhạc giao duyên, tiếng kèn môi thủ thỉ, tâm tình của đôi lứa yêu nhau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!